Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc tranh luận Tổng thống trực tiếp với ông Donald Trump đã tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo thế giới đang cười nhạo ông Donald Trump. Bà nói, tôi đã đi khắp thế giới với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo thế giới đang cười nhạo ông Donald Trump. Tôi đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo quân sự, một số người trong số họ đã làm việc với ông Trump và họ nói rằng ông là một kẻ đáng hổ thẹn. Bà Harris nói và quay lại nhìn về phía ông Trump. Bà Harris lập luận rằng ông Trump không có tính khí hoặc khả năng không nhầm lẫn về sự thật. Bà chỉ ra việc ông phủ nhận về thất bại của bản thân trong cuộc bầu cử năm 2020 hay những tuyên bố của ông về các vụ kiện chống lại ông. Đáp lại câu trả lời của bà Harris, ông Trump đã chỉ ra trường hợp Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, một trong những người đã hết lời khen ngợi ông. Ông Trump ca ngợi Thủ tướng Hungary, gọi ông Orbán là một trong những người được kính trọng nhất và là một người cứng rắn. Ông Trump khẳng định ông Orbán đã nói, ông Trump trở lại làm Tổng thống Mỹ, họ sợ ông ấy. Ông Trump nói thêm, nhìn này Viktor Orbán đã nói thế, ông ấy nói người được kính trọng nhất, đáng sợ nhất là Donald Trump và khẳng định không có vấn đề gì khi ông còn là Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã phản bác lại những tuyên bố, cho rằng ông đã thừa nhận thất bại trong gang tấc trong cuộc bầu cử năm 2020 và cho rằng đó chỉ là cách nói mỉa mai. Tôi đã nói thế à? Ông Trump nói khi người dẫn chương trình David Muir đọc lại các tuyên bố của chính ông về cuộc bầu cử năm 2020. Điều đó được nói một cách mỉa mai. Ông Trump nói, hãy nhìn xem có rất nhiều bằng chứng. Tất cả những gì bạn phải làm là nhìn vào đó. Lẽ ra họ nên gửi cho các cơ quan lập pháp để phê duyệt. Thưa quý vị, nữ ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift mới đây đã lên tiếng ủng hộ bà Kamala Harris làm Tổng thống Mỹ sau khi kết thúc cuộc tranh luận trực tiếp diễn ra vào tối ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương, tức sáng ngày 11 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Nữ ca sĩ Taylor Swift cho biết trong một bài đăng tải trên Instagram, tôi sẽ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris và ông Tim Walz trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Tôi sẽ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris vì bà ấy đấu tranh cho quyền lợi và những lý do mà tôi tin rằng rất cần một chiến binh để bảo vệ. Tôi nghĩ bà ấy là một nhà lãnh đạo tài năng, vững vàng và tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong đất nước này nếu chúng ta được dẫn dắt bởi sự bình tĩnh thay vì sự hỗn loạn. Taylor Swift nói thêm, tôi đã nghiên cứu kỹ và đưa ra sự lựa chọn của mình. Các bạn cũng cần tự mình nghiên cứu và đưa ra sự lựa chọn của riêng mình. Tôi cũng muốn nói, đặc biệt là với những cử tri lần đầu tiên, hãy nhớ rằng để bỏ phiếu, bạn cần phải đăng ký. Trước đó hồi tháng 8, ông Donald Trump đã đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh do AI tạo ra, cho thấy nữ ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift ủng hộ và kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ông. Sự việc đã khiến cộng đồng của fan hâm mộ nữ ca sĩ bất bình. Một số chuyên gia chỉ ra rằng việc sử dụng ảnh giả để quảng cáo có thể lợi bất cập hại, gây tác dụng ngược. Trước đây, trong cuộc bầu cử năm 2020, Taylor Swift đã công khai ủng hộ các ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden và Kamala Harris, đồng thời chỉ trích ông Donald Trump. Trong khi đó, theo các phóng viên, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đã không tiếp xúc với nhau khi kết thúc cuộc tranh luận. Sau khi cuộc tranh luận gay gắt kết thúc, cả hai đều cảm ơn người điều hành và quay về phía lối ra mà không nhìn nhau. Ông Trump bước thẳng ra khỏi sân khấu. Trong khi đó, ông Dov Emhoff, chồng của bà Kamala Harris, bước ra trong lúc đang nở nụ cười và ôm lấy bà. Thưa quý vị, phía chiến dịch tranh cử của bà Harris đã đưa ra một chiến lược tranh luận cho sự kiện diễn ra, đó là bác bỏ thông điệp của cựu Tổng thống Donald Trump. Và các trợ lý cũng như đồng minh của bà Harris nói rằng dường như chiến lược này đã phát huy hiệu quả. Trong vòng một giờ đầu tiên của cuộc tranh luận, nhiều trợ lý và đồng minh của bà Harris đã trầm trồ khen ngợi màn trình diễn của bà. Một nguồn tin cho biết, giống như thể bà ấy ấn một cái nút và sau đó ông ta đã làm đúng như điều mà đã được dự đoán. Một nhà lập pháp đảng Dân Chủ khác đưa ra phản ứng ôn hòa hơn. Nhà lập pháp nói với CNN, bà ấy vẫn ổn, vững chắc nhưng còn hơi thiếu sự đồng đều và thiếu một số cơ hội. Nhưng ông Trump hoàn toàn là một thảm họa và bà ấy đang thao túng ông Trump rất tốt. Ông không chạy đua với Joe Biden, ông đang chạy đua với tôi. Đúng như nhiều người dự đoán, bà Kamala Harris đã tìm cách tách mình ra khỏi Tổng thống Joe Biden trên sân khấu tranh luận trực tiếp khi ông Donald Trump cố gắng liên kết bà
với các chính sách của Tổng thống Mỹ. Bà Harris nói với ông Trump, người chỉ trích cách ông Biden đã xử lý cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Trump nói về cuộc xung đột đang diễn ra. Ông Biden không biết phải nói chuyện thế nào với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Ông ấy không biết phải làm cách nào để ngăn chặn cuộc chiến tranh và giờ có hàng triệu người chết và mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn. Ông Trump nói thêm, Tổng thống của chúng ta đâu? Chúng ta thậm chí còn không biết liệu ông ấy có phải là Tổng thống của chúng ta hay không. Họ đã ném ông ấy ra khỏi chiến dịch tranh cử. Ông Biden đã kết thúc chiến dịch tái tranh cử vào tháng 7 sau cuộc tranh luận tồi tệ với ông Trump và quay sang ủng hộ bà Harris. Chiến lược gia chính trị Rachel Bitterkofer, người đã viết ra chiến thuật khiến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải bối rối, chia sẻ luận điểm khoa học rằng kể từ khi Phó Tổng thống trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, chiến thuật đã thay đổi để biến Donald Trump và đội ngũ của ông thành trò cười. Vài ngày trước, một bài đăng trên ứng dụng X từ tài khoản Kamala Harris, trang phản ứng nhanh chính thức cho chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris, đăng tải một đoạn video quay cựu Tổng thống Donald Trump nói về việc ông chưa bao giờ được ghi nhận về việc giải quyết COVID. Chú thích bên trên ghi, hơn 1 triệu người Mỹ đã thiệt mạng và ông ấy bảo chúng ta nên tiêm thuốc tẩy. Và trong cuộc phỏng vấn trước đó giữa ông Trump và tỷ phú Elon Musk trên mạng xã hội X, chiến dịch của bà Harris đã chế giễu ông trong thời gian thực, chỉ ra rằng biến đổi khí hậu không phải là vấn đề với ông Trump vì ông sẽ có nhiều bất động sản ven biển hơn. Mỗi ngày, 20-30 đồng tweet như thế này sẽ xuất hiện. Những bài đăng liên tục, dồn dập chỉ ra sự kỳ quặc của phe đối lập. Nếu có một điều mà ông Trump sợ hãi nhất thì đó là bị bêu dếu và giờ là Đảng Dân Chủ dường như đã nhận ra điểm yếu của cựu Tổng thống. Thay vì coi ông là một trong những người đàn ông đáng gờm nhất thế giới, ông Trump lại bị hạ thấp xuống thành một vị vua không mặc quần áo. Với một cái đảo mắt và tiếng cười khúc khích từ bà Kamala và ứng cử viên phó tổng thống Tim Kaine, quyền lực của ông bị suy yếu và các bài phát biểu của ông bị biến thành một trò đùa, không chỉ cho đảng Dân Chủ cười mà cho cả thế giới. Bà Rachel Bitterkofer, người đã viết một cuốn sách về chiến thuật mới này, đang được sử dụng rất hiệu quả và gây ra sự phẫn nộ cho phe của ông Trump. Đánh vào chỗ đau nhất, giải cứu nền dân chủ bằng cách đánh bại Đảng Cộng Hòa trong trò chơi của chính họ, ra mắt vào đầu năm nay, là hướng dẫn bao quát về kịch bản mới của bà Harris và ông Tim Kaine. Trong cuốn sách của mình, bà viết, những người bỏ phiếu cần tin rằng cuộc bầu cử này là một lựa chọn của người Mỹ. Khi chúng ta đối mặt với một cuộc khủng hoảng quốc gia mới, Đảng Cộng Hòa mối đe dọa lớn nhất đối với tự do, sức khỏe, tài nguyên và an ninh của chúng ta. Và vì vậy, bà nói, chúng ta phải nghĩ lại cách chúng ta giao tiếp. Bà Bitterkofer nhấn mạnh rằng, Đảng Dân Chủ cần bắt đầu tấn công theo cách của Đảng Cộng Hòa. Sau khi Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là ông Donald Trump, từ lâu đã chiến thắng trong việc biến thông điệp thành vũ khí. Đảng Cộng Hòa có vô số nhãn mác không chân thực dành cho Đảng Dân Chủ. Bà viết, thuyết phục người Mỹ rằng tất cả Đảng Dân Chủ đều là người cực đoan, ủng hộ tội phạm, phân biệt chủng tộc với người da trắng và muốn biến trẻ em thành những kẻ lệch lạc. Đối với Đảng Cộng Hòa ngày nay, những tiểu tiết như sự thật không còn quan trọng nữa. Bà Bitterkofer cho biết, đã đến lúc Đảng Dân Chủ phải lấy độc trị độc, ít phòng thủ, nhiều phản công hơn, chiếm đoạt những từ ngữ mạnh mẽ nhất trong nền chính trị Mỹ bằng cách cập nhật chính mình thành Đảng Tự Do và Đảng Cộng Hòa thành Đảng Phát Xít. Ông Donald Trump đã sử dụng những gì bà Bitterkofer mô tả là bí kíp của nhà độc tài để thuyết phục cử tri Cộng Hòa rằng ông là nguồn sự thật duy nhất, ngay cả khi những gì ông nói hoàn toàn không chính xác. Bà nói, để có uy tín trong Đảng Cộng Hòa ngày nay, một người phải trung thành 100% và không chỉ trích Donald Trump. Và điều đó bao gồm việc lặp lại lời dối trá rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận, ngay cả khi họ biết điều đó không đúng sự thật. Chúng ta chưa bao giờ thấy hàng triệu người tin vào một thực tế riêng biệt, nơi họ là nạn nhân, bởi vì mọi thứ mà ông Trump nói và làm đều mang tính phòng thủ, nhằm hợp pháp hóa hoặc biện minh cho bất kỳ hoạt động nào mà họ đang cố gắng thực hiện. Giao tiếp hiệu quả, theo cách nói của bà Bitterkofer, có nghĩa là nhắm vào điểm yếu, giống như bà Kamala Harris đã phát biểu ngay sau khi tuyên bố tranh cử tổng thống. Với tư cách là một cựu công tố viên tòa án, bà đã đối đầu với đủ loại kẻ ác, những kẻ lạm dụng phụ nữ, những kẻ lừa đảo người tiêu dùng, những kẻ gian lận phá vỡ mọi quy tắc để trục lợi cho bản thân. Vì vậy, hãy lắng nghe tôi khi tôi nói, tôi biết kiểu người như ông Donald Trump. Trong khi đó, ông Tim Kaine, người đồng hành cùng bà Kamala Harris, đã thẳng thừng gọi ông Trump và ứng cử viên phó tổng thống phe Cộng hòa J.D. Vance là kỳ quặc. Và chẳng mấy chốc, từ kỳ quặc đã trở thành một từ khóa phổ biến trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, TikTok và các nền tảng khác, gây thiệt hại nặng nề cho danh tiếng phe Cộng hòa. Cho dù bà Bitterkofer không làm việc cho chiến dịch tranh cử của bà Harris, cuốn sách của bà đang được những nhà chức trách tiếp thu. Nó đã thu hút sự chú ý của ông Jamie Harrison, chủ tịch Đảng Dân Chủ và ông Michael Steele, cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia Cộng hòa, người đã ủng hộ ông Joe Biden làm tổng thống vào năm 2020.
Bà Peter Kofer nói, ông Jamie rất tích cực truyền bá cuốn sách này. Họ có 3 bản cho mỗi đảng cấp tiểu bang. Tôi sẽ tham dự đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ vào tuần tới và họ đang thúc đẩy rất mạnh mẽ đảng cấp tiểu bang chấp nhận chiến lược này. Bà nói, khi tôi bắt tay vào cuốn sách này 4 năm trước, tôi đã nghĩ mình sẽ điều chỉnh toàn bộ chiến lược vận động tranh cử của Đảng Dân Chủ. Nhưng điều đó khó khăn vì tôi sẽ phải dạy một nhóm người tốt cách cư xử tồi tệ. Điều đó không tự nhiên với chúng tôi là những người thực tế, chúng tôi phản ứng với những lập luận thực tế. Thông điệp đang lan tỏa theo cách mà Đảng Dân Chủ chưa từng thấy sau một thời gian dài. Bây giờ, ông Trump bị coi là một người cao tuổi lạc hậu, từ một người đàn ông quyền lực thành một nhân vật hài chỉ trong vài tuần. Thiên hạ không cười những người chiến thắng và ông Trump biết điều đó. Thế nhưng liệu sự chế giễu có thể đi quá xa không? Trong cuộc phỏng vấn của cựu Tổng thống Trump với ông Elon Musk, ông đã nói lắp. Ông Trump cho biết đó là vấn đề kỹ thuật, nhưng cộng đồng mạng đã vội vàng trêu chọc ông. Cho dù các tài khoản chính thức của bà Harris hay ông Tim Wan không làm như vậy, nhưng đó là điều họ cần phải để ý. Nếu tình huống đảo ngược và ông Trump tấn công ai đó vì nói lắp, thì Đảng Dân Chủ cũng sẽ không chấp nhận. Sự giả tạo không thể là một chiến lược dẫn đến chiến thắng. Những câu đùa và hình ảnh biếm họa có thể chỉ là thứ phù phiếm đối với nhiều người, nhưng chúng đang ngày càng biến thành một công cụ hiệu quả trong việc khuyến khích sự tham gia của cử tri. Câu hỏi đặt ra là liệu năng lượng này có thể chuyển hóa thành chiến thắng cho bà Harris và ông Tim Wan vào tháng 11 không? Chỉ khi đó, chúng ta mới biết ai sẽ là người cuối cùng. Nếu có một điều khiến cựu Tổng thống Donald Trump sợ hãi nhất, thì đó là bị bêu dếu và giờ Đảng Dân Chủ dường như đã nhận ra điểm yếu của cựu Tổng thống Trump. Thay vì coi ông là một trong những người đàn ông đáng gờm nhất thế giới, ông Trump lại bị hạ thấp xuống thành một vị vua không mặc quần áo. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!